Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn hình ảnh thu hoạch lúa vụ 3 của bà con ở Đồng Tháp. Cánh đồng này bữa nay bắt đầu mở đồng các bạn. Hôm nay trời nắng đẹp cho nên các hoạt động rất nhiều các bạn. Này lúa chín vàng đồng rồi. Khu vực các bạn đang xem là có 12 cái máy cắt đang hoạt động. Xa xa là một chiếc xe kéo lúa đang gom lúa các bạn. Đây là chiếc máy cắt DC70 lúa. Miếng đất này thấy cái năng suất lúa khả quan đó các bạn. Nhìn là thấy số lượng bao lúa trên đồng mà biết lúa này có năng suất các bạn ơi. Dùng đất này đất tương đối cứng cho nên máy cắt chạy nhanh các bạn ơi. Trường hợp bị lúng lại là ít khi xảy ra. Cho nên máy cắt tận dụng hết công suất các bạn, chạy rất nhanh. Lúng chỉ lúng mấy cái đầu dạt thôi các bạn, không có lúng nhiều. Chỉ mới cắt DC 105X này chạy quá dữ các bạn ơi. Đi tốc độ quá êm, lúng lầy mạnh lắm các bạn. Máy chạy quá êm, máy còn mới quá mới. Chim mén bay đầy trời luôn. Đây là cái xe cái lúa đang gom lúa đi vô các bạn ơi. Bên này cũng có chiếc máy cắt này các bạn, đang hoạt động bên miếng ruộng kế bên.
Megac DC70 lúc này cũng còn một lần nữa xong các bạn ơi. Chuẩn bị xong rồi qua mấy đất khác tiếp tục làm việc. Còn đây là hình ảnh xe kéo lúa đang kéo về các bạn. Cái này kéo khoảng 80 bao. Chuẩn bị qua bờ đê. Chỗ này bị lún các bạn, anh em ôm rơm lót cái đường bánh xe chạy các bạn cho đỡ lún, lên dốc cho dễ các bạn. Mùa mưa thì đất cũng không khô lắm cho nên như mấy cái đầu dạt cái đường mí ruộng ra ngay cái lộ đan này thì vậy bị lúng lúng rồi các bạn, lúng nhẹ thôi thì chắc phải gieo lại mới được. Gieo lại rồi ôm rơm đồn lên tiếp tục mới chạy ra được các bạn. Lúc này dây cột bao trên máy cắt hết rồi các bạn, đem dây lại cho các anh em cột miếng bao lại. Mấy ruộng này cũng sắp xong rồi. Sau một hồi ôm rơm lót đường thì bây giờ cũng xong rồi. Giờ anh em đang chuẩn bị chạy xe lúa đi về. Rồi chuẩn bị lên dốc. Máy mạnh quá các bạn, lên ngọt sớt luôn. Rồi tới lộ đan là thẳng tiến. Video chia sẻ cảnh bà con thu hoạch lúa vụ 3 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem, nếu thấy thích các bạn cho mình xin một like, một chia sẻ. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.